Trong khi nhiều độc giả nhận thức rõ rằng một số câu chuyện gốc của Hans Christian Andersen bệnh hoạn hơn rất nhiều so với bất kỳ điều gì bạn thấy trong một bộ phim hoạt hình của Disney. Nhiều người thì không quen thuộc với phần còn lại của bộ sưu tập truyện cổ tích khổng lồ mà ít được biết đến của tác giả này. Trong video này, Taka sẽ giới thiệu 5 câu chuyện chắc chắn bạn chưa hề được nghe tới và đôi khi hết sức là đáng lo ngại. Chúng đều mơ hồ hơn nhiều so với tác phẩm nổi tiếng của Andersen, chẳng hạn như là Vịt con xấu xí, Công chúa và hạt đậu, Nàng tiên cá, vân vân và mây mây. Nhưng hãy chắc chắn rằng những đứa trẻ của bạn được ngủ an toàn ở trên giường và không được xem video này, bởi vì một số trong những câu chuyện này thật sự là ác mộng. Nào, hãy cùng Taka Channel đến với 5 câu chuyện cổ tích kỳ lạ của Andersen mà chắc chắn là chưa giờ bạn được nghe. Ở vị trí thứ 5 thì đó chính là câu chuyện về người chăn lợn. Ngày xưa, có một hoàng tử nghèo muốn cưới con gái của hoàng đế. Vì quá yêu cô nên anh đã gửi cho cô 2 món quà. Món đầu tiên là một bông hồng chỉ nở 5 năm một lần và nó đẹp đến nỗi bất cứ ai thấy nó đều quên đi mọi buồn phiền và rắc rối. Món quà thứ hai là một con sơn ca có thể hát tất cả giai điệu thế giới. Hoàng đế thì xúc động với những món quà này đến mức khóc như một đứa trẻ. Nhưng con gái ông thì lại vứt chúng đi và tỏ ra vẻ kinh tởm bởi những món đồ đó không hề xa hoa chút nào. Không bỏ cuộc, hoàng tử sau liền cải trang thành một gã nghèo khổ rồi đi xin việc ở cung điện. Tại đây thì anh đã trở thành một kẻ chăn lợn của hoàng đế. Trong túp lều nhỏ bẩn thỉu của mình, anh ta tạo một chiếc bình ma thuật tuyệt đẹp cho con gái của hoàng đế, nhưng với cái giá phải trả là 10 nụ hôn. Quá là yêu thích cái bình, cô liền hôn chàng trai chăn lợn 10 cái và ra đi ở trong vui mừng. Tiếp theo thì anh lại tạo ra một cái hộp nhạc xa xỉ, nhưng giá lần này là 100 nụ hôn. Con gái hoàng đế cũng rất là thích cái hộp nhạc và liền trao cho anh ta những cái hôn mà anh mong muốn. Khi cô hôn anh cái thứ 86, vị hoàng đế phát hiện ra con gái mình đang hôn người chăn lợn trong một cái chuồng bẩn thỉu. Tức giận, ông ta liền đánh cặp đôi và trục xuất hai người ra khỏi vương quốc của mình. Trên đường đi thì cả hai gặp một cơn mưa to như chút nước, trong khi con gái của hoàng đế khóc lóc và than vãn vì không chọn hoàng tử. Chàng trao lợn liền chạy ra sau một cái cây, lau sạch chỗ bùn trên mặt và mặc lại bộ đồ hoàng tử của mình vào. Sau đó, anh quay lại chỗ công chúa và nói rằng: "Ta đến đây cốt để nói cho công chúa biết là ta rất là khinh công chúa. Công chúa không muốn yêu một hoàng tử thật thà phúc hậu. Công chúa không hiểu giá trị của bông hồng lẫn họa mi. Nhưng vì một vật nhỏ mọn mà công chúa hôn lên môi một tên chăn lợn, cho đáng kiếp." Nói rồi chàng hoàng tử quay về lâu đài của mình và đóng sầm cửa lại, mặc cho cô ở bên ngoài. What the fuck? Tôi đang đọc cái quái gì thế này? 4. Viên đá của người thông thái. Trên cái cây cao nhất ở Ấn Độ có một tòa lâu đài làm bằng pha lê và từ đây người ta có thể nhìn ra thế giới. Trong lâu đài này có một người ông rất là thông thái. Ông ta sở hữu một cuốn sách viết về tất cả mọi thứ ở trên đời. Ông ấy thì luôn tìm kiếm câu trả lời về những gì xảy ra sau khi chết, nhưng lại không thể đọc được trang sách nói về thế giới bên kia nếu không có ánh sáng đến từ một viên đá ma thuật. Khác với những viên đá thông thường, viên này được làm từ những phẩm chất tốt đẹp giúp hợp nhất thế giới. Người đàn ông thông thái có 5 đứa con và mỗi người họ được ban cho một khả năng đặc biệt. Người thứ nhất có thể nhìn xa hơn bất kỳ ai khác, có thể thấy cả tâm trái đất và bên trong trái tim của con người. Người thứ hai thì có thể nghe thấy mọi thứ, kể cả tiếng cỏ mọc. Người thứ ba thì có thể ngửi thấy bất cứ thứ gì, miễn là nó có mùi. Còn người thứ tư lại có vị giác thuộc vào hàng bậc nhất thế giới. Người con thứ năm, một cô gái mù, thì có thể cảm nhận được mọi chuyện. Theo lời bố thì từng đứa một ra ngoài thế giới để tìm kiếm viên đá nọ. Người có thể nhìn thấy tất cả thì bị ác quỷ che mắt. Người có thể nghe được tất cả thì phát điên bởi những tiếng la hét và nhịp tim ở trên thế giới. Như thể là có hàng triệu cái đồng hồ đang reo cạnh tai anh ta vậy. Để không phải nghe nữa, anh đút ngón tay mình vào tai sâu nhất có thể, đến nỗi thủng cả màng nhĩ. Đứa con có thể ngửi thì không ngửi thấy gì ngoài hương nhan của ác quỷ. Người con trai có thể nếm thì lại bị mắc kẹt trên một gác chuông nhà thờ. Còn cô em út mù, trước khi lên đường đi tìm hòn đá, cô buộc vào mình một sợi ma thuật gắn vào cha mình để không bị lạc đường. Biết được sức mạnh của cô, ác quỷ liền tạo ra một kẻ song trùng độc ác để ngăn cản. Mặc cho những nỗ lực của ác quỷ, cô vẫn lấy được hòn đá về cho cha, và trang sách đó thì chỉ viết đúng một từ: đức tin. Câu chuyện thì hơi mơ hồ và mang tính tôn giáo đúng không nào? Trang sách nói về thế giới bên kia chỉ có duy nhất 2 chữ: đức tin. Có nghĩa là bạn tin vào điều gì, sau khi chết, bạn sẽ đến được với thế giới ấy. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là câu chuyện Vườn Thiên Đàng. Trong một cơn bão dữ dội, có một vị hoàng tử bị mắc nạn và phải trú ẩn ở một cái hang. Trong hang là một bà già to lớn và cứng cáp, đến mức mọi người đều nghĩ bà là đàn ông. Không lâu sau thì 4 người con của bà già trở về, mỗi người là một ngọn gió của thiên đàng. Gió bắc là kẻ khiến những người săn hải mã chết đuối trên biển. Gió tây thì đứng nhìn một con trâu đang vật lộn trên sông trước khi nó vượt qua thác nước. Và gió nam kể rằng anh ta đã giết một nhóm du khách bằng cơn bão trên sa mạc
và đang chờ tới ngày để có thể thổi cát ra khỏi những bộ xương trắng hếu của họ. Tuy nhiên bà mẹ lại không hài lòng với những hành động trên, nên đã gói cả ba anh chàng vào một cái bao và ngồi lên đó. Không lâu sau thì Gió Đông về nhà, nói rằng anh ta vừa ở Trung Quốc và chứng kiến những người đàn ông quan trọng đang bị đánh bằng gậy tre. Sau đó thì Gió Đông sẽ tới thăm Vườn Thiên Đàng, nơi Adam và Eva chịu thua sự cám dỗ. Đã 100 năm rồi anh ta chưa tới đó, và lần này anh ta muốn đưa cả hoàng tử đi cùng. Tại khu vườn xinh đẹp, hoàng tử gặp nữ hoàng của nàng tiên sống dưới gốc cây tri thức. Nàng tiên nói với hoàng tử rằng anh ta có thể ở trong vườn và sống với cô ta trong 100 năm tới, nếu như anh có thể cưỡng lại nụ hôn của cô mỗi đêm. Trong đêm đầu tiên, nàng tiên chào mời hoàng tử một cách quyến rũ, rồi cởi quần áo và nằm xuống dưới gốc cây lớn. Bị mù quáng với dục vọng, hoàng tử quên luôn lời nàng tiên đã dặn. Anh chỉ nhận ra rằng khoảnh khắc hạnh phúc mà anh đang trải qua đáng để đánh đổi bằng cả cuộc đời đau khổ trái đất. Vì vậy, anh đã cúi xuống nàng tiên và hôn những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt nhắm nghiền của cô trước khi hôn lên môi cô. Đột nhiên là thiên đường biến mất và chàng hoàng tử thấy mình đang ở trong cái hang của những ngọn gió. Thần chết đến và kết án hoàng tử phải đi lang thang trái đất với hy vọng tìm cách chuộc lại tội lỗi của mình. 2. Vào ngày cuối cùng. Câu chuyện kỳ lạ này kể về những điều mà một người đàn ông mộ đạo phải trải qua sau khi ông ấy chết. Khi người đàn ông theo dõi thần chết ở thế giới bên kia, ông ấy đã chứng kiến một đoàn người đeo mặt nạ. Một số người trong đó thì mặc những bộ quần áo rách nát, còn những người khác thì ăn mặc rất là sang trọng. Tuy nhiên là tất cả đều cố kéo áo khoác của nhau để xem người kia đang che giấu nỗi xấu hổ gì. Theo thần chết, mặt nạ biểu tượng cuộc sống con người và sự xấu hổ bên dưới bộ quần áo họ mặc chính là thú tính đang chờ để thoát ra ngoài ở trong mỗi chúng ta. Khi hai người bọn họ tiếp tục đi, hàng trăm con chim đen lớn bắt đầu đi theo người đông và la hét: "Cái tên đi cùng tử thần, có nhớ bọn ta hay không?" Chúng đuổi theo ông ấy và không ngừng la hét cho đến khi tiếng của chúng vang vọng khắp thế giới bên kia. Tử thần nói với ông ấy rằng những con chim tượng trưng những suy nghĩ và ham muốn xấu xa mà ông ấy đã có trong suốt cuộc đời. Khi ông ấy cố gắng thoát khỏi những con chim, người đàn ông nhận ra rằng đôi chân mình đang tứa máu bởi những hòn đá lớn, sắc nhọn và nhiều như lá mùa thu. Trong lúc đang khóc lóc vì đau, thần chết nói với ông rằng những viên đá là những lời cay độc mà ông từng nói người khác. Trái tim người nghe bị tổn thương bao nhiêu, sự đau đớn mà ông nhận lại cũng lớn bấy nhiêu. Cuối cùng người đàn ông nhận được sự thương xót mà ông không thể cho đi khi còn sống và được phép vào thiên đàng. 3. Vị trí đầu tiên trong danh sách chúng ta ngày hôm nay đó chính là câu chuyện về hoàng tử độc ác. Chuyện này kể về một chàng hoàng tử vì quá khao khát chinh phục thế giới nên anh ta đã trở thành một con ác quỷ để đạt được giấc mơ của mình. Đội quân của anh ta tàn phá cả thế giới, đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng. Những người mẹ cố gắng chạy trốn với con của mình trong mớ đổ nát đều bị bọn lính săn lùng và tiêu diệt. Những người phụ nữ thì đều bị hành hạ bởi những tội ác không từ nào diễn tả được. Tên hoàng tử còn xích những vị vua các quốc gia mình chinh phục được vào xe ngựa và buộc họ phải quỳ dưới chân hắn, ăn rác rưởi khi hắn ăn tiệc. Khi đã trở nên giàu có và quyền lực tột độ, hắn ta quyết định chinh phục cả thiên đường. Hắn làm một con tàu khổng lồ được buộc vào hàng trăm con đại bàng để nó bay lên không trung. Nhìn từ xa thì trông con tàu như được bao phủ bởi hàng nghìn đôi mắt lấp lánh, nhưng thực chất chúng chính là miệng súng. Khi hoàng tử tiến về phía mặt trời, một thiên thần đã xuất hiện. Thấy vậy, hắn ra lệnh cho tàu khai hỏa. Những viên đạn trúng vào người thiên thần, nhưng một giọt máu của người lại rơi thẳng xuống con tàu và tạo ra một cái lỗ khổng lồ. Thế là con tàu rơi xuống trái đất. Như đám mây được tạo từ khói của các thành phố mà hắn đã đốt cháy, hợp thành những hình thù quái dị vươn tới chỗ hoàng tử. Cuối cùng là con tàu đâm vào khu rừng lớn, nhưng hoàng tử vẫn sống sót và thề sẽ tiếp tục hành trình chinh phục thiên đường. Trong 7 năm, hắn đã xây dựng nên cả một hạm đội, toàn tàu bay và tập hợp một đội quân lớn đến từ tất cả quốc gia thế giới. Nhưng khi họ chuẩn bị lên đường, thiên đàng đã phái đội quân của mình tới chống lại họ, đó là một bầy muỗi. Nổi cơn thịnh nộ, hoàng tử tiếp tục lao lên trong khi những con muỗi chích hắn ta. Một con muỗi bò vào tay hắn và cắn nó bằng nhĩ, tiết ra một loại chất kịch độc khiến hoàng tử phải phát điên. Hắn ta xé sạch quần áo, la hét và nhảy trần truồng cho những người lính của mình. Và đó thì là cách mà hoàng tử muốn chinh phục thiên đường đã bị đánh bại, chỉ bằng một con muỗi. Rất là khó hiểu đúng không nào? Và video này đến đây thì cũng là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe channel nghe tự đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.